Theo kế hoạch phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng định hướng phát triển du lịch bền vững theo 5 định hướng trọng tâm gồm quy hoạch định hướng phát triển, định hướng thị trường, định hướng sản phẩm du lịch, định hướng về môi trường du lịch và định hướng về chất lượng, dịch vụ, nguồn nhân lực. Theo đó, để phát triển du lịch bền vững hơn, thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ du lịch và hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch như nâng cấp cơ sở vật chất tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và cảng Tiên Sa nhằm phục vụ khách du lịch chu đáo, chuyên nghiệp, hiện đại hơn, kêu gọi đầu tư đường thủy nội địa, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển du lịch, tăng cường nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư sản phẩm du lịch, chú trọng kinh tế ban đêm, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực cao cấp, nâng cấp các sản phẩm hiện có, đầu tư thêm các sản phẩm du lịch mới.